Hàng chục ngàn người hôm 7 tháng Giêng đổ ra đường ở thành phố Kerman, quê nhà của tư lệnh Iran bị Mỹ hạ sát, Qasem Soleimani, để tiễn biệt ông. Nhưng vài giờ sau, ông mới được chôn cất vì có một vụ giẫm đạp chết người. Kerman là nơi an nghỉ cuối cùng của ông Soleimani sau hành trình qua các thành phố của Iraq và Iran kể từ vụ tấn công của Mỹ ở Baghdad, giết chết ông ta. Vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã khiến Iran phẫn nộ và thề quyết trả thù. Tehran đang cân nhắc 13 tình huống để trả thù cho một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất của nước này, theo Reuters, dẫn lời một quan chức hàng đầu cho biết. Ông Soleimani là người đứng đầu lực lượng Quds tinh nhuệ và đã xây dựng mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm của Tehran trên khắp Trung Đông. Ông đã giúp dàn dựng một chiến dịch của Iran nhằm đẩy lùi lực lượng Mỹ ra khỏi Iraq, nơi mà hai cường quốc này đang tranh giành ảnh hưởng. Nghị viện Iran hôm 7 tháng Giêng biểu quyết để tăng chi tiêu cho lực lượng Quds, một phần của lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Nghị viện cũng định danh Tổng thống Mỹ Donald Trump, Lầu Năm Góc và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là khủng bố vì ra lệnh ám sát ông Soleimani.